Xin kính chào quý vị khách hàng. Chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại dự án Hiệp Phước Harborview. Hôm nay em xin gửi tới toàn thể quý vị khách hàng một cái video mới nhất cập nhật tiến độ hạ tầng toàn bộ dự án từ trên cao, để mà quý vị khách hàng có một cái nhìn thực tế và khách quan nhất trước khi quyết định đầu tư vào dự án này. Dự án Hiệp Phước Harborview tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Tạo nối dài và một mặt giáp sông Sài Dạp, thuộc xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Thành, thành viên của công ty Hai Thành. DKRA Việt Nam là tổng đại lý tiếp thị và phân phối. Dự án đã có sổ riêng từng nền, sở hữu lâu dài với quy mô lên đến 30,2 ha, gồm 1.557 sản phẩm nền nhà phố vườn, diện tích đa dạng từ 80m², 90m² và 100m². Thanh toán theo tiến độ trong thời gian là 18 tháng. Với hạ tầng giao thông hiện đại, thông thoáng, cư dân sinh sống tại Hiệp Phước Harborview sẽ được thừa hưởng một không gian sống thiên nhiên xanh mát, trong lành và hiện đại bậc nhất khu Nam Sài Gòn. Với giá bán chỉ từ 1,49 tỷ trên một nền, Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Vietinbank hỗ trợ tối đa 70% trong thời gian 20 năm. Nếu mà quý vị khách hàng quan tâm về dự án và muốn đi tham quan thực tế cũng như chọn cho mình những cái vị trí đầu tư an cư hiệu quả nhất thì hãy gọi về cho em theo số điện thoại 0933 22 34 84, 0337 22 39 79. Và nếu thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy cho mình xin một like và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.